lực lượng chức năng Hà Tĩnh phát hiện một cá thể hổ nặng 2,5 tạ đã chết trong nhà dân, nghi sắp bị sử dụng để nấu cao. Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cho biết việc nhập khẩu lợn sống từ Thái Lan sẽ tiếp tục được duy trì cho đến khi nguồn cung thịt lợn trong nước ổn định. Giá cao su thế giới duy trì đà tăng do nguồn cung có nguy cơ khan hiếm trong tương lai. Sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị, mỗi dịp Tết đến xuân về, thị trường hoa cây cảnh lại trở nên sôi động hơn bao giờ hết, với hàng nghìn sản phẩm độc đáo, ấn tượng với ý nghĩa sâu sắc. Trong số này thì không thể không nhắc tới loại kiểng quýt Lộc Bình đang được người dân săn lùng trong thời gian gần đây. Ghi nhận tại Hưng Yên, mỗi cây quýt Lộc Bình như thế này có giá khoảng 12 triệu đồng, cao gấp 8 lần so với cây thông thường. Theo các chủ vườn, những cây quýt đẹp nhất, khỏe nhất sau 3 năm tuổi mới có thể tuyển chọn làm sản phẩm Lộc Bình. Mỗi cây cần 2 ngày để có thể uốn, tạo dáng, tạo thế. Người dân bắt đầu gò cây vào thời điểm cuối tháng 10, đầu tháng 11 để kịp cung ứng cho thị trường Tết. Quá trình thực hiện đòi hỏi sự khéo léo tỉ mỉ của chủ vườn ở từng công đoạn sao cho những cành lá có dáng thế đẹp, quả quýt được phân bổ đều trên khắp cây. Trong khi những nhà vườn làm kiểng quýt Lộc Bình tại Hưng Yên đang tràn ngập hy vọng về một mùa Tết bội thu, thì tại thành phố Hồ Chí Minh, những hộ nhà vườn tại làng Mai, Thủ Đức đang đứng ngồi không yên khi hàng nghìn gốc mai đã nở rộ và gây thất thu cả chục tỷ đồng. Tại một nhà vườn thuộc phường Hiệp Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh, gần một nửa số mai đã bung nụ nở sớm, dù 20 ngày nữa mới tới Tết Nguyên đán. Đây cũng là tình trạng xảy ra tại nhiều vườn lân cận. Nguyên nhân của tình trạng này là do mưa và nhiệt độ thất thường. Năm nay do ảnh hưởng của dịch bệnh khiến cho lượng đặt hàng mai Tết giảm đi đáng kể. Thêm vào đó, tình hình mai nở sớm như hiện nay khiến cho nhiều nhà vườn trồng mai tại thành phố Hồ Chí Minh gần như không còn Tết. Làm ra các sản phẩm phục vụ thị trường Tết đòi hỏi công sức của người dân trong bất kỳ một ngành nghề nào. Thế nhưng mà ngay cả khi đã hoàn thiện sản phẩm thì người dân vẫn phải đối mặt với một nỗi lo khác, đó chính là vấn đề tiêu thụ sản phẩm. Do tình hình dịch bệnh COVID-19 nên thị trường tiêu thụ các loại đặc sản ở miền Tây Nam Bộ trong dịp Tết Nguyên đán năm 2021 dự báo là sẽ giảm mạnh so với mọi năm. Tại làng nghề bánh tráng Cù Lao Mây ở xã Lục Sĩ Thành, huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long, không khí mua bán rất ảm đạm. Sản lượng tiêu thụ sản phẩm giảm khoảng 20% so với mọi năm. Dù chi phí nguyên liệu đầu vào đều tăng nhưng người dân vẫn buộc phải giữ nguyên giá bán để giữ khách. Thưa quý vị, vào lúc 23 giờ ngày 19 tháng 1, hàng chục cán bộ phòng cảnh sát môi trường, cảnh sát kinh tế, công an Hà Tĩnh và công an huyện Hương Sơn kiểm tra nhà của một hộ dân ở thôn Bảo Thượng, xã Quang Diệm, huyện Hương Sơn, thu giữ một đối tượng hổ nằm bất động trên tấm bạt cỡ lớn, được cho là dùng để nấu cao động vật. Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện con hổ nặng khoảng 250 kg, được xác định là bị điện giật, bị trói hai chân sau bằng dây xích. Phía trước miệng chảy máu, nằm bất động, cạnh nơi phát hiện hổ có nồi hơi, được cho là dùng để nấu cao động vật. Lúc này chủ nhà là ông Đinh Nhật Nghệ đã bỏ trốn khỏi hiện trường. Lực lượng chức năng lập biên bản và đưa con hổ về công an huyện Hương Sơn để bảo quản. Đến trưa ngày 20 tháng 1, ông Nghệ đã đến trình diện tại công an huyện Hương Sơn. Bước đầu, ông Nghệ khai mua con hổ này từ Nghệ An về để nấu cao. Hiện các đơn vị nghiệp vụ công an tỉnh Hà Tĩnh đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ việc. Thưa quý vị, hổ là động vật rừng nguy cấp quý hiếm thuộc nhóm IB, nghiêm cấm khai thác vì mục đích thương mại tại khoản 1 điều 244 Bộ luật hình sự quy định. Với hành vi tàng trữ một cá thể hổ, mức án người vi phạm có thể đối mặt là bị phạt tiền từ 500.000 đồng đến 2 triệu đồng hoặc là bị phạt tù từ 1 năm cho đến 5 năm. Hiện cá thể hổ này đã chết nên là có hai phương án được lập ra là để lập hồ sơ bàn giao xác cho cơ sở khoa học nghiên cứu hoặc là tổ chức tiêu hủy theo quy định của pháp luật. Thưa quý vị, vấn đề nông nghiệp ngày hôm nay chúng tôi xin dành thời lượng để bàn về câu chuyện xuất nhập khẩu thịt lợn của Việt Nam những ngày cận Tết. Do ảnh hưởng của dịch tả lợn châu Phi khiến nguồn cung thịt lợn trong nước năm 2020 bị thiếu hụt, giá tăng cao. Giá lợn giống cũng ở mức kỷ lục khoảng 3 triệu đồng một con, khiến việc tái đàn tại các nông hộ cũng gặp khó khăn. Để giải quyết vấn đề này thì từ tháng 6 năm 2020, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cho phép các doanh nghiệp thực hiện kiểm dịch nhập khẩu lợn sống từ Thái Lan vào Việt Nam để chăn nuôi và giết mổ làm thực phẩm. Tính đến nay thì Việt Nam đã nhập khẩu hàng trăm nghìn con lợn giống và lợn thịt từ Thái Lan.
Việc này đã góp phần đáng kể trong việc đảm bảo nguồn cung cũng như kiểm soát được giá lợn hơi trong nước. Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cho biết việc nhập khẩu lợn sống từ Thái Lan sẽ tiếp tục được duy trì cho đến khi nguồn cung thịt lợn trong nước ổn định. Thống kê của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cho thấy, đối với việc nhập khẩu lợn giống, từ giữa năm 2020 đến nay, các doanh nghiệp của Việt Nam đã nhập khẩu hơn 44.600 con. Đối với việc nhập khẩu lợn thịt, thì từ giữa năm 2020 đến nay đã nhập khẩu hơn 500.000 con. Theo Cục Thú y, toàn bộ số lượng lợn sống này được kiểm soát dịch bệnh rất chặt chẽ từ nước xuất khẩu cho đến khi về Việt Nam. Trước khi xuất thì cần phải lấy mẫu xét nghiệm để chứng minh là không có các cái loại mầm bệnh theo cái quy định của quốc tế. Trong đó có cái bệnh lở mồm long móng và cái giấy xét nghiệm đấy được kèm theo cái lô hàng trước khi vận chuyển về đến Việt Nam. Về đến cửa khẩu, cơ quan thú y cửa khẩu của Việt Nam tiếp tục lấy mẫu xét nghiệm các cái bệnh theo đúng quy định và sau đó thì được vận chuyển đến cái khu cách ly cũng đã được thẩm định đánh giá theo dõi. Trước khi mà có cái kết quả âm tính và không có bất kỳ cái vấn đề gì thì lúc đó mới cho vận chuyển đến các cái nơi giết mổ. Tính đến thời điểm hiện tại, đã có 35 doanh nghiệp và hộ kinh doanh được phép nhập khẩu lợn giống và lợn thịt về Việt Nam chăn nuôi và giết mổ làm thực phẩm. Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, việc nhập khẩu lợn sống đã góp phần đáng kể trong việc giảm giá lợn hơi trong nước. Cụ thể, nếu như tháng 1 năm 2020, chỉ số giá tiêu dùng CPI của cả nước là 6,25%, thì đến tháng 9 năm 2020, con số này đã giảm 3,86% và hiện nay chỉ còn 3,21%. Trong đó, quyền số của thịt lợn chiếm 67,3% tổng số CPI. Do đó, việc nhập khẩu lợn sống sẽ tiếp tục được duy trì trong năm 2021. Trong cái văn bản từ ngày 12 tháng 6 là cho phép nhập khẩu. Khi nào mà chăn nuôi trong nước đảm bảo được nhu cầu, giá nó ổn định thì chúng ta sẽ thông báo các doanh nghiệp trước một tháng để chúng ta đóng cửa. Hiện tổng đàn lợn trên cả nước đã đạt 27,3 triệu con, tăng khoảng 20% so với cùng kỳ năm 2020. Số đầu lợn hiện nay tương đương 88,7% tổng đàn so với thời điểm trước khi có dịch tả lợn châu Phi. Với nguồn cung như hiện nay, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn nhận định giá lợn hơi sẽ không thể tăng cao đột biến và sẽ giảm dần vào thời điểm trước và sau Tết Nguyên đán một tuần do nhu cầu tiêu dùng giảm dần. Vâng, thưa quý vị, như vậy là rõ ràng trong thời điểm tiêu thụ thực phẩm cao điểm như hiện nay, nếu chúng ta không kiểm soát tốt việc nhập hay xuất khẩu thịt lợn thì sẽ gây tác động không nhỏ đến giá lợn hơi trong nước. Thực tế thì việc nhập khẩu lợn sống đã góp phần giảm áp lực giá thịt lợn cũng như là nguồn cung trong nước như thế nào? Và ở chiều ngược lại, việc thẩm lậu lợn sống cũng như lợn mảnh sang Trung Quốc sẽ mang đến những hệ lụy gì trong thời điểm giá lợn hơi cận Tết đang nóng như hiện nay? Để phân tích về vấn đề này thì chúng tôi đã kết nối điện thoại với tiến sĩ Trần Duy Khanh, chuyên gia ngành chăn nuôi. Vâng, xin được nhờ trường quay ạ. Chào MC, xin chào trường quay. Vâng, thưa ông Khanh, chúng tôi đang kết nối với ông từ trường quay của kênh VTC16. Thưa ông, với nhiều năm theo dõi lĩnh vực chăn nuôi thì ông đánh giá như thế nào về những tác động của việc nhập khẩu lợn sống đối với việc hạ giá lợn hơi cũng như là đảm bảo nguồn cung thịt lợn trong nước thời gian qua? Năm 2020, do ảnh hưởng của cái dịch tả lợn châu Phi, cho nên cái nguồn cung và nguồn cầu ở trong nước là mất cân đối do cái khoảng 20% lợn bị thiệt hại. Vì vậy để cân đối giữa cung và cầu thì Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn đã đồng ý cho phép nhập lợn sống từ Thái Lan vào, mang lại một cái hiệu quả nhất định là giảm cái giá thịt lợn ở trong nước. Nhưng mà cái nhập cái lợn sống ấy, thì nó cũng về làm để giết mổ ấy, thì nó cũng rất là phức tạp là về công tác kiểm dịch, kiểm soát cái dịch bệnh, cho nên thực sự nhập cái lợn sống chỉ là một phương án bất đắc dĩ thôi. Nếu mà thiếu thịt thì quan điểm tôi là nhập lợn mảnh đã cấp đông đã bị kiểm soát chặt chẽ. Vâng, một chiều thì ngành nông nghiệp nhập khẩu lợn sống về để giảm áp lực giá lợn hơi trong nước, nhưng hiện nay thì vẫn xuất hiện tình trạng thương lái trong nước thẩm lậu thịt lợn sang Trung Quốc để hưởng lợi nhuận. Theo ông thì hành vi này sẽ mang lại những hệ lụy gì đối với việc kiểm soát giá lợn hơi trong nước hiện nay ạ? Có hiện tượng mà tư thương buôn lậu chuyển lợn sống sang qua con đường tiểu ngạch và vận chuyển lậu sang biên giới Trung Quốc, tôi cho rằng cái ảnh hưởng này nó sẽ có hai cái hệ lụy. Hệ lụy thứ nhất là nó đẩy cái giá lợn ở trong nước tăng cao,
gây ra ảnh hưởng đến đời sống người tiêu dùng và ổn định cái mặt hàng thịt lợn theo cái chủ trương của chính phủ. Cái thứ hai là tiềm tàng các nguy cơ về mất an toàn về dịch bệnh. Thực sự khi chúng ta nhập và lợn sang rồi xe cộ phương tiện chúng ta được chuyển về về trong nước thì nhiều khi cái mầm bệnh nó lây lan qua các phế thải phụ phẩm rồi phương tiện vận chuyển rất là nhiều. Vâng, hiện nay thì Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đang đề nghị lập chuyên án điều tra về xuất lậu lợn sang Trung Quốc. Ngoài giải pháp này thì ông Khanh có đề xuất kiến nghị gì để xử lý dứt điểm tình trạng này hay không ạ? Cái này trách nhiệm trước hết là thuộc các cơ quan ở biên giới, hải quan, rồi bộ đội biên phòng, rồi chính quyền các địa phương. Tôi cho rằng thực sự nếu mà chúng ta có cái mạng lưới người dân mà khi tuyên truyền cho người dân ở vùng biên giới và mọi người hiểu không tham gia vận chuyển buôn lậu của cái lợn sống từ Việt Nam sang Trung Quốc ấy, thì tôi cho rằng sẽ có tác dụng ngăn chặn. Chứ nếu mà người dân không vào cuộc thì sẽ có quản lý thì biên giới rất là khó. Vâng, xin cảm ơn những chia sẻ vừa rồi của tiến sĩ Trần Duy Khanh. Thưa quý vị, như vậy là việc nhập khẩu lợn sống có kiểm soát chặt chẽ về dịch bệnh đã giúp cho thị trường thịt lợn trong nước phần nào hạ nhiệt. Tuy nhiên, việc hạ nhiệt này hiện nay dường như vẫn chưa thật sự đạt như mong muốn. Khi khoảng vài tuần trở lại đây, giá lợn hơi vẫn duy trì đà tăng với giá ở nhiều địa phương đạt từ 84 cho tới 85 ngàn đồng một kg. Giá lợn hơi tăng cao thời điểm cận Tết được các cơ quan quản lý lý giải với nhiều lý do khác nhau, trong đó nguyên nhân chính vẫn là do nhu cầu tiêu dùng tăng cao. Và không chỉ nhu cầu trong nước tăng cao mà nhu cầu tiêu dùng thịt lợn ở Trung Quốc cao, dẫn đến hiện tượng thương lái tuồn lợn sống hoặc lợn mảnh sang nước này tiêu thụ với giá cao. Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, hiện giá lợn hơi tại Trung Quốc đang ở mức rất cao, từ 140.000 đến 160.000 đồng một kg, tức là cao gần gấp đôi so với giá lợn hơi tại Việt Nam, dẫn đến hiện tượng buôn bán vận chuyển trái phép lợn qua biên giới giữa Việt Nam sang Trung Quốc. Điều này đã làm gia tăng nguy cơ xâm nhiễm, lây lan các loại dịch bệnh nguy hiểm như bệnh dịch tả lợn châu Phi, bệnh lở mồm long móng, bệnh cúm lợn. Thì bây giờ vẫn có cái hiện tượng tức là cái thẩm thấu lợn sống và lợn mảnh đi Trung Quốc. Tuy nhiên là người ta nhìn theo rất nhiều hướng khác nhau và có cả những cái trường hợp theo những thông tin thì có những trường hợp mà các cái doanh nghiệp nhập khẩu từ Thái về và chuyển đến Trung Quốc và trong đó có cả những cái lợn ở trong nước nữa, tức là đưa cả lợn hơi và đưa cả những cái lợn mảnh đi theo những cái con đường khác nhau. Thì cái này cũng phải nói rằng là nếu ta phải kiểm soát được thật tốt cái việc này thì mới có thể là có được cái chủ động hoàn toàn về thực phẩm ở trong nước. Bên cạnh việc mất an toàn dịch bệnh, theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, việc vận chuyển lợn sống, lợn mảnh sang Trung Quốc tại thời điểm cận Tết hiện nay khiến cho việc kiểm soát giá lợn hơi trong nước gặp khó khăn. Và đặc biệt tôi nói là sau Tết cũng là cái thời kỳ mà chúng ta sử dụng rất nhiều thực phẩm. Bao giờ chúng ta cũng sẽ khủng hoảng vào các tháng Tết và các tháng sau Tết. Chúng ta cũng xác định là thịt lợn của chúng ta sẽ có những cái ảnh hưởng nhất định đến cái nguồn cung của chúng ta, không thể dư dật được như các năm trước. Thì chúng ta phải giữ cái nguồn cung thịt lợn cho nhu cầu thị trường của chúng ta. Chúng ta phải tăng cường kiểm soát. Kiểm soát ở đây thì kiểm soát từ nguồn, kiểm soát trong quá trình lưu thông phân phối ở trên thị trường. Trước thực trạng này, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã đề nghị Thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, Ban Chỉ đạo 389 Quốc gia lập chuyên án điều tra về xuất khẩu lợn sang Trung Quốc, đồng thời triển khai quyết liệt các biện pháp kiểm soát vận chuyển lợn và sản phẩm lợn ra vào Việt Nam. Bản tin xin được tiếp tục với những thông tin về thị trường nông sản. Thưa quý vị, hiện nay đang là thời điểm thu hoạch nghệ của bà con nông dân xã Chí Tân, huyện Khoái Châu của tỉnh Hưng Yên. Năm nay mặc dù sản lượng nghệ có giảm nhưng bù lại thì giá tăng cao gấp đôi khiến cho người trồng rất phấn khởi. Do gặp nhiều bất lợi thời tiết như mưa lớn, nắng nóng kéo dài, năng suất nghệ ước đạt chỉ 8 đến 9 tạ một sào, giảm 1,5 lần so với mọi năm. Tuy nhiên, giá nghệ đang ở mức tương đối cao. Loại đẹp có giá từ 8.000 đến 8.500 đồng một kg, loại 2 từ 5.000 đến 6.000 đồng một kg, cao hơn gấp đôi so với cùng kỳ năm trước. Dự báo giá nghệ có thể đạt đỉnh 15.000 đồng một kg trong thời gian tới. Sau khi trừ chi phí, người trồng nghệ có thu nhập từ 3 đến 4 triệu đồng một sào. Thưa quý vị, nghệ Chí Tân nổi tiếng được nhà nước bảo hộ thương hiệu. Vì thế, thương lái ở các tỉnh như là Hà Nội, Thái Bình, Nam Định, Hà Nam, Nghệ An, Thanh Hóa rất ưa chuộng. Trước tình hình này, dự báo năm nay, nghệ thu hoạch đến đâu đều được thu mua đến đó. Và để giúp quý vị hiểu rõ hơn về thị trường nghệ tại địa phương này, chúng tôi xin được kết nối với một đại diện của doanh nghiệp sản xuất chế biến nghệ lớn ở tỉnh Hưng Yên.
Vâng, xin chào anh ạ. Vâng, thưa anh, năm nay giá nghệ tại địa phương tăng cao hơn so với cùng kỳ các năm trước, và theo anh thì nguyên nhân là do đâu ạ? Năm nay là do cái đợt tháng 4, tháng 5 âm lịch thì nó hơi lắng, cho nên là cái củ nghệ nó so với mọi năm mới là, ví dụ như năm ngoái được 1,5 cân thì năm nay cũng được khoảng 1,2 cân, 1,3 cân, nó có nó cũng kém hơn một chút so với mọi năm, thì còn chất lượng thì nó cũng như nhau. Nhưng năm nay thì giá nghệ được giá hơn 1-2 năm trước, vì lý do là cái đầu ra nó ổn định và cái tiêu thụ cái sản lượng của một số doanh nghiệp, trong đó có Hoàng Minh Châu Nghiền, chúng tôi thì cũng ký được với đối tác nước ngoài, nó sản lượng nó ổn định và nó cái giá trị nó được lên. Hiện nay nghệ tại địa phương thường được cung ứng cho những thị trường nào là chủ yếu, và đầu ra hiện nay thì có ổn định hay không ạ? Đối với nghề tươi thì rất là các cái kênh chợ truyền thống, còn đối với các cái doanh nghiệp thu mua bao tiêu cho bà con ấy thì có các cái thị trường xuất khẩu. Theo tôi nghĩ một cách chủ quan thì chắc chắn là nó sẽ ổn định, vì lý do là đối với bạn khách hàng của chúng tôi thì họ cũng là đánh giá rất là cao cái nghề truyền thống, và hai nữa là cái sản lượng thì ngày một tăng lên. Thế tôi nghĩ là một là cái giá nó sẽ cũng nâng lên theo, và hai là cái thị trường nó cũng được ổn định hơn. Vâng, hoạt động liên kết bao tiêu đầu ra của doanh nghiệp với nông dân trồng nghệ hiện đang được thực hiện như thế nào để đảm bảo ổn định giá cho bà con nông dân ạ? Đối với Hoàng Minh Châu Nghiền chúng tôi ấy thì cũng ký liên kết với một số hợp tác xã đó, và bao tiêu cho bà con. Đấy, bây giờ cũng chuẩn bị mùa vụ rồi. Thường thì hợp tác xã thì cũng với các hộ liên trong hợp tác xã rồi là các hộ liên kết thì họ cũng làm khá bài bản, và cái quy làm theo một cái quy trình thì chúng tôi là đưa ra ngay từ đầu. Đấy, khi ký cam kết thì doanh nghiệp với hợp tác xã và hợp tác xã đối với ký với tổ hợp tác và ký với bà con nông dân ấy. Tôi thấy là đấy là một cái hướng đi rất là phải bền vững và công những thế mà cái chất lượng nó được ổn định. Vậy xin được cảm ơn về những chia sẻ vừa rồi của anh Hoàng Quang Đông. Thưa quý vị, là sau những ngày tăng giá liên tiếp, ngày hôm nay giá lợn hơi tại nhiều địa phương ở miền Trung có dấu hiệu chững lại. Trong khi đó thì hai miền Bắc và Nam thì giá vẫn tiếp tục có xu hướng tăng. Tại miền Bắc, thị trường lợn hơi ghi nhận mức khoảng 83.000 đồng đến 86.000 đồng một kg. Ninh Bình tăng 1.000 đồng một kg, đạt mốc 84.000 đồng một kg. Hà Nam và Thái Nguyên giao dịch nhỉnh hơn với 85.000 đồng một kg. Yên Bái, Lào Cai tăng 2.000 đồng một kg lên ngưỡng 85.000 đồng một kg. Ở chiều ngược lại, tại Phú Thọ, giá lợn giảm còn 84.000 đồng một kg. Tại khu vực miền Trung Tây Nguyên, giá thu mua vẫn duy trì ở mức 81.000 đến 83.000 đồng một kg. Dẫn đầu khu vực là tỉnh Thanh Hóa với mức 84.000 đồng một kg. Tại miền Nam, An Giang và Cần Thơ, giá tăng 1.000 đồng một kg lên ngưỡng 81 đến 82.000 đồng một kg. Bình Phước, Vĩnh Long và Bến Tre cũng đang thu mua với giá từ 82 đến 83.000 đồng một kg, tăng 2.000 đồng một kg. Trên các sàn giao dịch nông sản quốc tế, giá cao su thế giới đang duy trì ở mức tăng cao do nguồn cung có nguy cơ là khan hiếm. Thị trường cao su cũng chịu những tác động trong bối cảnh vị tổng thống thứ 46 của nước Mỹ đã chính thức tuyên thệ nhậm chức. Tại sàn giao dịch hàng hóa Tokyo, giá cao su kỳ hạn tháng 1 năm 2021 giao dịch ở mức 323 yên 1 kg, tăng hơn 3% so với một tuần trước đó. Trên sàn giao dịch Thượng Hải, giá cao su RSS3 giao kỳ hạn tháng 1 năm 2021 đạt mức gần 15.000 nhân dân tệ một tấn, tăng 0,5% so với giao dịch trước đó. Giá cao su tăng cao trên các sàn giao dịch châu Á trong thời gian qua do hoạt động sản xuất có dấu hiệu phục hồi. Bên cạnh đó, tình hình sản xuất tại Trung Quốc đang dần ổn định. Nhiều nhà máy sản xuất lốp xe ô tô hoạt động trở lại sau thời gian bị ảnh hưởng của dịch COVID-19 đã thúc đẩy nhu cầu cao su đi lên. Các nhà đầu tư cũng kỳ vọng nhu cầu tiêu thụ từ thị trường châu Âu và Mỹ sẽ được cải thiện, đặc biệt khi nước Mỹ, nền kinh tế lớn nhất thế giới, đã chính thức có tổng thống mới. Theo các chuyên gia quốc tế, thị trường cao su dự kiến sẽ ổn định trong thời gian tới, khi mùa đông tại các nước sản xuất Đông Nam Á sẽ giảm bớt ảnh hưởng trong nửa đầu năm 2021, tạo thuận lợi cho cây cao su phát triển. Năm 2019, mùa đông đã kéo dài từ tháng 2 đến tháng 5,
khiến sản lượng mủ cao su tại Thái Lan, Malaysia và Indonesia sụt giảm. Phần tiếp theo của chương trình, việc thay đổi tư duy sản xuất manh mún nhỏ lẻ của người dân sẽ là mấu chốt đóng vai trò quyết định trong việc thực hiện có hiệu quả chủ trương cơ cấu lại ngành nông nghiệp Việt Nam trong thời gian tới. Dịch bệnh COVID-19 đang tiếp tục diễn biến phức tạp tại châu Á, đặc biệt là khu vực Đông Nam Á, khi số ca nhiễm mới và tử vong tăng cao đột biến. Thưa quý vị, trong 10 năm qua, ngành nông nghiệp đã có những bước đột phá mạnh mẽ. Trong đó đột phá nhất chính là thay đổi tư duy sản xuất thích ứng với nhu cầu thị trường, thích ứng với biến đổi khí hậu, phát triển mô hình theo tiêu chuẩn an toàn, tiêu chuẩn sạch với giá trị kinh tế cao. Dự thảo báo cáo chính trị của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 12 tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 12 này cũng đã nêu rõ mục tiêu tiếp tục thực hiện có hiệu quả chủ trương cơ cấu lại nông nghiệp, phát triển kinh tế nông thôn gắn với xây dựng nông thôn mới, phát triển nền nông nghiệp sản xuất hàng hóa lớn, ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp sinh thái dựa trên tiến bộ khoa học và công nghệ, gắn kết chặt chẽ nông nghiệp với công nghiệp, dịch vụ sản xuất với bảo quản chế biến, xây dựng thương hiệu, tiêu thụ, nâng cao giá trị nông sản trong các chuỗi giá trị. Sự thay đổi tư duy ở khu vực bị coi là lạc hậu chậm chạp diễn ra như thế nào? Trước tiên, chúng ta hãy cùng theo dõi phóng sự ngay sau đây. Năm 2013, đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp được xem là bước đột phá, thay đổi diện mạo của bức tranh nông nghiệp trong nền kinh tế quốc gia. Tuy nhiên, giai đoạn 2020-2030, để Việt Nam lọt được vào top 15 nước phát triển nông nghiệp bậc nhất thế giới, thì nhiệm vụ đặt ra cho ngành nông nghiệp không hề nhỏ. Việt Nam phải có các vùng sản xuất hàng hóa tập trung quy mô lớn theo hướng hiện đại, ứng dụng khoa học công nghệ 4.0 vào nông nghiệp để nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững. Hiện nay, nông dân ở một số vùng sản xuất quy mô lớn đã tiếp cận với ứng dụng công nghệ cao như cánh đồng lý tưởng tiết kiệm nước, sản xuất lúa an toàn tại Đồng Tháp. Qua những cái công nghệ đưa vô cho sử dụng trên cái phục vụ sản xuất nông nghiệp thì cái làm được cái tiết kiệm được cái nhân công lao động. Cái thứ hai nữa làm tăng cái thu nhập cho bà con nông dân, giảm cái chi phí. Lực hấp dẫn nào có thể thu hút người nông dân đồng lòng thay đổi tư duy sản xuất? Thực tế tại nhiều địa phương đã chứng minh đó là chính sách vận động thành lập các hợp tác xã thu hút người nông dân tham gia vào chuỗi liên kết sản xuất bền vững. Chúng tôi đã hình thành lên được các hợp tác xã nông nghiệp. Thứ hai nữa là các hợp tác xã nông nghiệp này dần dần là hoạt động có hiệu quả hơn và quay lại là đầu mối là cái liên kết trong cái chuỗi sản xuất chế biến tiêu thụ cái sản phẩm. Hợp tác xã nông nghiệp là cầu nối giữa nông dân với các doanh nghiệp chế biến và xuất khẩu. Thì đó là chúng tôi đã làm được. Và cái thứ tư nữa là các hợp tác xã hình thành nên thì đã góp phần là hoàn thiện cái tiêu chí về cái hình thức tổ chức sản xuất trong bộ tiêu chí quốc gia xây dựng nông thôn mới. Mà ở đâu mà có hợp tác xã nông nghiệp thì ở đó là sẽ sớm hoàn thiện các tiêu chí để tiến tới là đạt tiêu chuẩn nông thôn mới. Kinh tế tập thể có vai trò quan trọng trong chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp. Người nông dân không còn tư duy sản xuất manh mún, nhỏ lẻ, mạnh ai người nấy làm như trước kia. Là chúng ta làm hiện nay làm tập thể chứ không có riêng lẻ được. Mà ai muốn đi nhanh thì đi một mình. Còn muốn từng bước, chắc bước thì phải đi trong tập thể. Thay đổi tư duy sản xuất hướng tới sản xuất hữu cơ, nông sản sạch, bảo vệ môi trường sinh thái bền vững là một trong những chủ trương quyết liệt của Đảng và Nhà nước trong 10 năm tiếp theo. Người nông dân thay đổi tư duy sản xuất sạch để khẳng định năng lực cạnh tranh của nông sản Việt Nam trên thị trường quốc tế. Mình làm ra nó chất lượng, mà để người ta quyết định cái giá thì là bất ổn cho mình, nghĩa là mình thụ động. Cho nên cái tâm quyết của tôi là khi mà tôi cùng nông dân sản xuất ra trái xoài thì tôi phải quyết định cái giá đối với khách hàng, thận mua và bán chứ không được quyền ép chúng tôi. Đó. Cho nên là chúng tôi tâm đắc cái sản phẩm của mình, muốn làm ra một sản phẩm chất lượng là đi đầu, rồi từ đó mới tới số lượng. Giai đoạn 2021-2030, nông nghiệp Việt Nam phải phát triển toàn diện,
tổ chức sản xuất theo chuỗi giá trị, nhân rộng mô hình liên kết trong sản xuất nông nghiệp, hỗ trợ khuyến khích phát triển kinh tế trang trại, hợp tác xã nông nghiệp và các tổ hợp tác, khuyến khích phát triển nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp sinh thái, hữu cơ. Khi kinh tế nông nghiệp đạt được những chỉ số ấn tượng sẽ đem lại những đột phá trong xây dựng nông thôn mới. Các tiêu chuẩn xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu, nông thôn mới nâng cao được thực hiện tốt theo chủ trương của Đảng sẽ có nhiều vùng quê đang sống được ra đời. Người nông dân hạnh phúc trên những thửa ruộng, mảnh vườn của mình khi sinh kế của họ được bền vững. Thưa quý vị, các dự thảo văn kiện trình Đại hội Đảng 13 đặt ra mục tiêu đến năm 2025. Việt Nam là nước đang phát triển có công nghiệp theo hướng hiện đại, vượt qua mức thu nhập trung bình thấp. Và đến năm 2030, kỷ niệm 100 năm thành lập Đảng, là nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao. Và đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước, trở thành nước phát triển thu nhập cao. Vậy nền nông nghiệp sẽ ở đâu trong bức tranh màu sáng và đa dạng ấy? Sẽ giữ vai trò nào trong nền kinh tế? Hai câu hỏi tuy ngắn gọn nhưng thực sự phức tạp, đòi hỏi những giải pháp mang tính định hướng chiến lược, nhất là khi dù đã trở thành một quốc gia công nghiệp, nông nghiệp vẫn là khu vực vừa mang tính an sinh xã hội vừa là bệ đỡ khi mà nông dân, nông thôn chiếm tới 55% dân số. Và để cùng bàn luận về vấn đề này, phóng viên của VTC16 đã có một cuộc trao đổi với ông Hoàng Văn Chất, Bí thư Tỉnh ủy Sơn La nhiệm kỳ năm 2015-2019. Ông là một trong những bí thư tỉnh ủy có những đóng góp trong tiến trình tái cơ cấu nông nghiệp của tỉnh Sơn La. Dù gặp nhiều khó khăn từ điều kiện tự nhiên cho tới tư duy sản xuất hay là yếu tố thị trường, song nông nghiệp Sơn La đã thể hiện sự bứt phá của mình. Xin chào ông, xin cảm ơn ông đã đồng ý tham gia buổi trò chuyện ngày hôm nay ạ. Thưa ông, Đại hội Đảng 13 được coi là một cái dấu mốc quan trọng khi mà 10 năm nữa vào năm 2030 sẽ là 100 năm thành lập Đảng và sẽ là 100 năm thành lập nước vào năm 2045. Đây được coi là một cái quá trình tiến trình phát triển quan trọng của đất nước. Thì ông đánh giá như thế nào về vai trò của ngành nông nghiệp trong cái bức tranh phát triển tổng thể này ạ? Trong những năm gần đây, với cái sự quan tâm của Đảng, Nhà nước thì nông nghiệp của nước ta đã có bước phát triển vượt bậc và có nhiều mô hình rất là tốt và đã tham gia, có một số sản phẩm đã tham gia cái chuỗi sản xuất và cung ứng toàn cầu có hiệu quả rất là cao. Do đó là sau cái Đại hội 13 lần này thì sẽ định hướng chiến lược phát triển nông nghiệp đến năm 2030 đến năm 2040 thì tôi rất tin tưởng và hy vọng là nông nghiệp của Việt Nam chúng ta sẽ phát triển ở một cái tầm cao mới với những cái đột phá mới và tham gia cái chuỗi sản xuất cung ứng và tiêu thụ toàn cầu có hiệu quả hơn, không kém gì các nước đang phát triển hiện nay. Một thực tế cho thấy rằng là nền nông nghiệp mà của nhiều địa phương vẫn còn đang gặp những khó khăn trong cái quá trình phát triển và ở đó thì đòi hỏi cái vai trò của người lãnh đạo rất là lớn và người lãnh đạo thì cần phải lăn xả với người nông dân. Cần phải có những cái sự hy sinh và hiểu người dân và phải có cái sự sáng tạo. Nhưng mà phải chăng thì điều này nhiều địa phương đang chưa làm được, đúng không ạ? Hai cái yếu tố, hai cái khó khăn rất lớn mà chính mình phải vượt qua. Một ấy, là cái tư duy về cái phát triển nông nghiệp trong đội ngũ cán bộ, kể cả cán bộ tỉnh, cán bộ huyện và cán bộ cơ sở. Và làm sao ấy là người lãnh đạo phải giúp được cái đội ngũ cán bộ thay đổi được cái tư duy, một cái cách nhìn về phát triển nông nghiệp. Và từ cái đó thì mình phải làm tư tưởng để tạo ra một cái sự thống nhất cao trong cả hệ thống chính trị. Và cả hệ thống chính trị vào cuộc thì mới làm được tư tưởng với người dân, mới làm cái công tác dân vận để người dân hiểu được và người dân nhìn thấy được cái hiệu quả kinh tế mà người ta đã làm, thực hiện các cái chủ trương đó và người ta tập trung ra. Trong những năm qua là phải tính, có thể nói là phải tính từng đồng ngân sách và để hỗ trợ làm sao mà đến cho từng hộ để tạo ra một cái động lực. Cho nên là có những cái chính sách của Sơn La gần đây là chính sách hỗ trợ nông nghiệp chỉ ban hành và thực hiện trong một năm. Năm 2045 thì Việt Nam đang hướng đến là một đất nước công nghiệp. Vậy thì nền nông nghiệp ở đâu trong cái bức tranh phát triển tổng thể này? Và theo ông thì từ bây giờ chúng ta cần phải chuẩn bị những cái chính sách và cái sự phát triển như thế nào của nền nông nghiệp từ bây giờ cho đến năm 2045 ạ? Tôi nghĩ rằng là với cái chiến lược như vậy thì phải quan tâm hai cái khâu rất là lớn, hai cái nội dung. Một ấy là
cái quy hoạch vùng sản xuất và quy hoạch cây sản phẩm. Cái này đánh giá lại cái thời gian qua đến bây giờ, tôi nghĩ rằng có một số cái yếu tố mà cho tổng kết đánh giá lại là quyết định được rồi, lựa chọn cây gì và vùng sản xuất gì để nó tạo ra cái sản phẩm lớn và phải gắn được với cái thị trường thế giới. Thì tôi có một cái đề nghị rất thiết tha là nhà nước phải tiếp tục có cái chính sách để hỗ trợ cho các cái tập đoàn kinh tế đầu tư các cái nhà máy chế biến và ký liên kết với các cái hợp tác xã để làm cái công tác giúp nhân dân chế biến các cái sản phẩm nông nghiệp. Mà chế biến các cái sản phẩm nông nghiệp hiện nay trong cái điều kiện hình thành và phải nhập vào cái chuỗi sản xuất toàn cầu thì đối với các tập đoàn kinh tế cũng rất khó khăn. Để nông nghiệp Việt Nam mà thực hiện được cái nghị quyết đại hội đến năm 2025-30 thì tôi nghĩ rằng phải tập trung vừa hỗ trợ nhưng mà vừa tạo điều kiện cho các cái tập đoàn kinh tế giúp các hợp tác xã đầu tư các cái nhà máy chế biến tham gia được cái chuỗi sản xuất và cung ứng toàn cầu. Xin cảm ơn ông ạ. Thưa quý vị, trong năm 2020 thì tình hình dịch bệnh diễn biến vô cùng phức tạp và khó lường, đặc biệt là dịch bệnh COVID-19 đã làm ảnh hưởng không nhỏ đến tình hình phát triển kinh tế xã hội của cả nước nói chung và ngành nông nghiệp nói riêng. Tuy nhiên, riêng với thành phố Hà Nội, với sự thống nhất trong phương pháp chỉ đạo, chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới vẫn đạt được những kết quả nổi bật. Đây cũng là dịp để nhìn lại quá trình triển khai tổng kết nhiệm vụ năm 2020 và xây dựng phương hướng cho năm 2021 với mục tiêu xây dựng nông thôn mới đi vào chiều sâu và thiết thực. Đến nay, thành phố Hà Nội đã có 7 đơn vị cấp huyện là Đan Phượng, Đông Anh, Thanh Trì, Hoài Đức, Quốc Oai, Gia Lâm và thị xã Sơn Tây đã về đích nông thôn mới. Đã có 367 trên 382 xã được thành phố công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, trong đó 18 xã đạt nông thôn mới nâng cao và trong tháng 1 này tiếp tục có 8 xã đề nghị xét đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, với thu nhập bình quân đầu người khu vực nông thôn đạt 55 triệu đồng một người mỗi năm. Có người ta một năm có thể người ta canh tác khoảng 4 đến 5 vụ. Chung là ai cũng thế, bây giờ có người nhiều ta làm, có nhân lực người ta làm bằng 2-3 mẫu. Người ta thu nhập cũng khá lắm. Như gia đình nhà tôi thì chỉ đủ làm một mẫu, có hai vợ chồng thôi. Thì các cháu nó đi học hết thì làm thì nó chỉ thu nhập mỗi năm thì nó cũng để ra được tầm độ 200 triệu. Thì cái năng suất của chúng tôi hàng năm thu nhập vào khoảng độ 35 đến 40 ngàn tấn rau các loại để đưa thị trường. Thị trường của chúng tôi thì đã tiêu thụ coi là phần lớn là qua các thương lái để tiêu thụ coi là ở các chợ đầu mối để cung cấp cho các tỉnh phía Bắc cũng như là miền Trung, miền Nam trên địa bàn cả nước. Thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, Hà Nội xác định phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới, nâng cao đời sống nông dân là nhiệm vụ quan trọng và được xây dựng thành chương trình công tác lớn theo chương trình số 02 của Thành ủy. Trong đó thì chúng tôi đưa ra các cái chỉ tiêu cụ thể. Ví dụ như là chúng tôi đưa ra là 3 tập trung, đó là tập trung nhân lực, tập trung cái tuyên truyền và tập trung nguồn lực. 4 trụ cột trong nông nghiệp, đó là tập trung chuyển đổi cơ cấu cây trồng, ưu tiên đầu tư thu hút để đầu tư nông nghiệp công nghệ cao, xây dựng các cái chuỗi giá trị. Và cái thứ tư là tái cơ cấu sản xuất nông nghiệp. Kết quả rất rõ nét trong tổ chức sản xuất nông nghiệp. Cụ thể là 80.000 hectare canh tác sau 2 năm đầu thì đã được thành phố chỉ đạo dồn điền đổi thừa lần 2, gọn canh tác, từ đó phát huy lợi thế của từng vùng. Hà Nội cũng được biết đến là một trong những địa phương đã xây dựng được nhiều chuỗi liên kết nhất cả nước. Đến thời điểm hiện tại, đã có gần 150 chuỗi liên kết an toàn thực phẩm từ sản xuất đến tiêu thụ và hơn 40 nhãn hiệu tập thể được bảo hộ. Thành phố Hà Nội cũng xác định xây dựng nông nghiệp công nghệ cao với các hợp tác xã, doanh nghiệp là đầu tàu để phát triển kinh tế, là định hướng tập trung trong giai đoạn xây dựng nông thôn mới 2021-2025. Thưa quý vị, với 103 triệu hecta đất nông nghiệp chuyên trồng lúa, rau màu và các loại cây ngắn ngày khác, đồng bằng sông Hồng được coi là vùng sản xuất nông nghiệp chính của miền Bắc nước ta. Tuy nhiên, với việc phụ thuộc vào nguồn cung cấp nước từ các hồ chứa lớn ở thượng nguồn, sản xuất nông nghiệp của vùng bị ảnh hưởng nặng nề do thiếu nước.
Trước thực trạng này, sáng ngày hôm nay tại Hà Nội, Cục Trồng trọt Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cùng với chương trình nghiên cứu CGIAR về biến đổi khí hậu, nông nghiệp và an ninh lương thực khu vực Đông Nam Á đã trao bản đồ rủi ro và kế hoạch thích ứng cho đại diện của 12 tỉnh tham gia. Bản đồ rủi ro và kế hoạch thích ứng với khí hậu, viết tắt là CSMAP, là một phương pháp tiếp cận có sự tham gia của các chuyên gia cấp trung ương và địa phương để cùng xác định các rủi ro liên quan đến khí hậu bằng cách sử dụng bằng chứng khoa học và kiến thức địa phương, xác định các khu vực có khả năng bị ảnh hưởng và mức độ rủi ro của chúng, cải thiện các biện pháp thích ứng được đề xuất và xây dựng các kế hoạch thích ứng tổng hợp trong sản xuất lúa từ cấp vùng đến cấp tỉnh. CSMAP đóng vai trò hướng dẫn cho các tỉnh để giúp họ xây dựng bản đồ rủi ro và lập kế hoạch thích ứng của riêng mình phục vụ cho bối cảnh tương ứng của địa phương. Qua việc sử dụng các kịch bản và mức độ rủi ro khác nhau, năm bình thường, năm thiếu nước và năm cực đoan, nhóm nghiên cứu đã xây dựng cho từng tỉnh trong số 12 tỉnh tham gia các kịch bản sau. Bản đồ rủi ro thiếu nước cho sản xuất nông nghiệp, bản đồ lịch gieo cấy lúa đông xuân đảm bảo hài hòa giữa các tỉnh và tạo điều kiện thuận lợi cho việc tăng cường xả nước từ các hồ thủy điện, và bản đồ các vùng cần chuyển đổi cơ cấu cây trồng vụ đông xuân thích ứng với tình hình thiếu nước. Thưa quý vị, thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Phần cuối chương trình sẽ là những thông tin thời tiết đáng chú ý. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại. Kính chào quý vị và bà con. Mời quý vị và bà con cùng theo dõi những thông tin thời tiết đáng chú ý trên kênh VTC16. Thưa quý vị, một khối không khí lạnh tiếp tục suy yếu khiến nhiệt độ tại khu vực Bắc Bộ tăng nhẹ trong ngày mai, phổ biến trong khoảng từ 20 cho tới 23 độ, có nơi trên 24 độ. Tuy nhiên, trời vẫn rét về đêm và sáng sớm, nhiệt độ thấp nhất trong khoảng từ 13 cho tới 16 độ. Các khu vực vùng núi cao trời rét đậm, nhiệt độ thấp nhất sẽ dao động trong khoảng từ 9 cho tới 13 độ, một số nơi còn 6 cho tới 9 độ C, khả năng có băng giá và sương muối. Các tỉnh từ Thanh Hóa trở vào đến Thừa Thiên Huế có mưa vài nơi, đêm và sáng trời rét, nhiệt độ thấp nhất dao động trong khoảng từ 14 đến 17 độ và nhiệt độ cao nhất sẽ dao động trong khoảng từ 20 cho tới 23 độ C. Các tỉnh từ Đà Nẵng trở vào đến Bình Thuận có mưa rào vài nơi, ngày nắng, nhiệt độ thấp nhất từ 20 cho tới 23 độ và cao nhất sẽ dao động trong khoảng từ 26 cho tới 29 độ. Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ tiếp tục duy trì tình trạng trời lạnh vào đêm và sáng sớm, với khoảng nhiệt độ dao động trong khoảng từ 15 cho tới 30 độ C. Trong điều kiện thời tiết này, thì bà con cần lưu ý phòng trừ một số dịch hại trên cây trồng như bệnh chổi rồng trên nhãn, bệnh vàng lá gân xanh trên cây có múi, bệnh thối rễ và nấm trên cây hoa rau màu. Hiện cũng đang là thời điểm chuột vào mùa sinh sản và gây hại trên khắp cả nước. Vì vậy mà bà con cần kiểm tra đồng ruộng thường xuyên để phát hiện hang ổ của chuột, đồng thời tiến hành phát quang đồng ruộng để phòng chuột cũng như là các loại sâu bệnh khác. Còn bây giờ là thông tin thời tiết cụ thể tại các vùng vào ngày mai. Kính mời quý vị cùng theo dõi.